Đây là một cái cấu trúc mới của an ninh khu vực nhằm hợp tác ở cấp cao, đó là cấp Bộ trưởng Quốc phòng, các nước ASEAN và cộng với 8 nước đối tác và đối thoại đầy đủ của ASEAN nhằm cùng nhau bàn các cái biện pháp hợp tác để giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống, để duy trì cái hòa bình ổn định ở khu vực. We are here, we want to have the perspective of how then we can bring ASEAN peace and stability, you know, for the region. Yes. It's a very good event that ASEAN and